nhân hạ ngã nhân đừng cách địa sắc không còn chẳng chớ thì ra. Thế là trong cái bài tĩnh lặng thời gian ở trong Thi Gian Giáo Lý mà Đức Thầy viết hồi năm Canh Thìn. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt. Chữ nhân á là người, chữ ngã là mình, ta. Thường thường mình hay phân biệt người khác mình khác. Rồi bây giờ tới của người ta, của mình, tiền của mình ai xài mình không chịu, mà tiền của người ta đưa mình xài là mình chịu đó. Đó là nhân ngã nhân đó, còn cách biệt đó. Mình mất á, mình buồn mình giận, mình ta mất thì mình không có buồn, có giận gì đó. Đó là nhân ngã ngã nhân. Bây giờ mình tu rồi, đừng cách biệt nhân ngã nữa. Bây giờ muốn không cách biệt nhân ngã phải làm sao? Chú cũng cái biết, tôi cũng cái biết, mấy cô này cũng cái biết. Không có già trẻ, không có nam nữ, không có nghèo giàu, không có cao thấp gì hết. Thì không có nhân ngã. Ai cũng cái biết như nhau là mình là Phật cũng cái biết, trời cũng cái biết, tiên cũng cái biết, thần thánh ma quỷ gì cũng cái biết nè. Cho nên sống với cái biết đó là không có nhân ngã. Nhân ngã ngã nhân, không có người, không có ta, không có ta, không có người, không của ta, không của người, thì hoàn toàn tâm thanh tịnh. Rồi kế đó lên một bước nữa là sắc không không sắc, chớ lìa xa. Sắc là những vật có hình tướng, mắt thấy tai nghe được. Không là không hình tướng, không mắt thấy, không tai nghe. Nhưng mà hai cái này nó bổ sung với nhau, nó lẫn lộn với nhau chứ không rời với nhau được. Cái thân này là có hình tướng nhưng mà không có hư không trong bụng, làm sao mình ăn vô được, làm sao mình uống nước vô được, không có lỗ chân lông trống, làm sao mồ hôi nó xuất ra được. Như vậy trong cái sắc có cái không, rồi trong cái không có cái sắc. Ngoài hư không mình thấy nó không có gì hết, nhưng mà tản tán chưa mùi hướng xuống, gió thổi nhập nhà thập cửa, từ hư không thành ra sắc với không nó lẫn lộn, lúc nào nó lẫn lộn không có rời nhau được. Muốn nói chỗ này là thầy chỉ cái tấm thật của mình. Bây giờ cái biết của mình, nói sắc cũng được, nói không cũng được. Nói sắc thì cái biết là linh hồn đâu có hình tướng gì đâu, sắc chụp hình đâu có được, quay phim cũng đâu có được đó. Rồi bây giờ nói không cũng không được. Nếu không tại sao tôi biết nè, tôi nhìn mấy chú tôi biết nè, mấy chú nghe tôi nói mấy chú biết nè, không không được. Thành ra sắc không không sắc chớ lìa xa, là thầy hiểu mình sống ngay với cái tấm thật đó đó. Cái chỗ mà sắc không không sắc không lìa được, cái chỗ đó thành phần chỉ như tôi cho mình thành phần. Đó là tình bát nhã, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Là muốn nói thật tánh nhận ngay chỗ này là thì tất cả những người chỗ này tuyệt vời, cao siêu một điểm. Thầy nói đó là tình bát nhã. Thường thường á thì Phật á nói cái gì là khá chấp cái, còn chúng sanh á thì nghe Phật nói cái gì chấp cái đấy. Cũng như thông thường á thì Đức Thầy nói sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự kế đó. Nếu mình tu mà mình siêng năng sớm chiều cúng lại thì sau này mình có phước sanh lên cõi trời gần với Đức Phật và Thượng Đế. Rồi tại sao lại Đức Thầy nói con mà tu không thành ra được nguyện, mình đâu còn sửa gì nữa đó. Cái câu mà tu không cần lại cực quỳ đó là muốn nói cái mực tu cao. Hồi mình chưa kiến tánh, mình chưa thấy tánh đó, thì nhờ lại quỳ thì mình mới biết tu. Còn mình thấy tánh rồi dù không lại không quỳ cũng vẫn thành thật, mình đâu còn sửa. Hồi xưa mình chưa tu, mình sống theo cái tâm phàm, hơn thua giận hờn thương ghét đủ thứ hết là tiến sanh. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, sống theo cái phật tánh từ quy y giả y như Phật, làm lành làm phước hy sinh giúp đời y như Phật, ngồi đâu cũng sửa cái tâm cho tốt cho lành y như Phật, dù không lại không quỳ cũng thật lành. Chứ không phải câu đó là không cho lại quỳ, mà là vừa lại quỳ mà vừa sửa vừa tu theo thì càng tốt, nó như vậy đó. Còn cái người mà chưa ngộ được phật tánh thì phải lại quỳ, còn ngộ được phật tánh rồi dù không lại quỳ thì cũng thật, bị tâm mình là Phật. Thế ý là như vậy đó. Dạ thưa ông Năm, trong giáo lý của Đức Thầy là dạy tiếng đồ là hầu như là con tìm hiểu thì con thấy Đức Thầy dạy tu nghiệp bất ngôn tịnh độ rất là nhiều.
Đức Phật hồi xưa cũng vậy. Mục đích Đức Phật ra đời là dạy tu thiền chứ không có dạy trình độ. Nhưng tại vì chúng sanh trình độ quá thấp, nghe không nổi, không chịu tu, bắt đầu buộc lòng phải dạy trình độ, phải dạy làm lành làm phước, ăn lành lành lên, chừng nào có trình độ mới dạy thiền. Cũng như Đức Thích Ca mới ra đời thì ngày dạy 49 năm đó cũng tu làm lành đến giữ ăn chay niệm Phật chứ không có dạy thiền. Nhưng mà 45 năm rồi thì mới khai ngộ trong cái giết thành thật ngay cái chỗ tu thiền đó. Rồi chừng đó Đức Phật có kêu để tự các người bỏ hết những pháp ta dạy nhiều quá vì nó còn luân hồi danh tử, bây giờ phải tu thiền kiến tánh thành Phật mới khỏi luân hồi danh tử, còn tu mấy cái pháp kia còn luân hồi danh tử, bắt đầu nó dạy lại cái chuyện gì. Rồi bây giờ tới viên thầy mình cũng vậy, thấy không, hành đạo thiền cấp cấp xương phia, lòng thương chúng thiên văn hữu thế, mà nào khắc chợ chưa đồ ế, bán nhà lẻ kẻ hơi mua. Thầy ra lời cũng dạy thiền đó, cũng dạy tu tâm thành Phật lớn mà không ai nghe. Đó là một phần thầy mới dạy học Phật tu nhân, dạy cúng lại hai thờ, dạy ăn chay của đó, rồi lần lên. Tới giờ này, thầy khai ngộ cho tôi, thầy nói đời tới rồi, tôi có kiểu đó không được nữa. Thầy dạy tu thẳng ngay tâm để thành Phật, thầy mới khai ngộ đó, tôi lại thành Phật liền. Còn người mới cũng dạy cái kia đâu có dạy cái này. Nhưng mà kết thúc của đạo là phải tu tâm, phải tu thiền kiến tánh thành Phật, chứ cái đạo không có con đường khác. Đường nào cũng về La Mã, nước biển chỉ có một bằng mạng, đạo Phật chỉ có một cái môn kiến tánh giải thoát thôi. Còn mấy cái kia là giả lập, lập cái pháp môn phương tiện để cho mình hiểu, mình tu, lần lần mình mới kiến tánh. Nhưng mục đích của nó là kiến tánh thành Phật, không thấy tánh thì không ai thành Phật hết. Vô niệm tự niệm đó. Khi mà nó thường niệm Phật rồi, mình không niệm nó cũng niệm ơn. Giống như chiếc xe nó đường đổ dốc vậy nè, tắt máy nó vẫn văng mạnh, mình không khởi niệm nó vẫn niệm. Đó là cái tu niệm Phật như vậy là niệm thuần dữ lắm rồi đó. Khi mà tiến bộ rồi đó, người vô niệm tự niệm. Nhưng mà chưa phải Phật nữa. Từ cái vô niệm tự niệm nó mới nhận ra được cái chỗ mà vô niệm. Vô niệm mới Phật chứ niệm không phải Phật. Vô niệm là sao mà niệm là sao? Đức Phật Tổ Huệ Năng nói đó, cái đạo của ta căn bản chánh của nó là vô niệm làm tông, vô trụ làm gốc, vô tướng làm thể đó. Mình niệm hoài chừng nào hết niệm được rồi cái tâm mình nó lặng xa, nó không có gì hết, trống rỗng sáng trưng, lúc đó là Phật đó. Còn niệm hoài cái niệm đó là nó đánh nó niệm tà thôi chứ chưa phải Phật. Bây giờ tôi dùng cái chổi tôi quét nhà mà, quét sạch cái nhà rồi tôi cầm cái chổi hoài nữa không? Tức là giữ cái niệm hoài đó. Bây giờ quét nhà sạch rồi, cắt cái chổi là xong. Niệm cho tới không còn tạp niệm, không còn vọng tưởng thì vô niệm luôn. Sống cái bản thể thanh tịnh là Phật. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh, thì cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh, chẳng còn trượt nhiễm chẳng ai. Dạy vô niệm là chỗ đó. Hồi chưa biết niệm Phật thì nhờ niệm Phật đánh tan niệm tà, bây giờ hết niệm tà rồi thì niệm Phật cũng buông luôn. Mình là cái biết, mình là Phật. Gọi là kết thúc là nhất tâm. Cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh thì đã an vui. Người ta giảng đạo cứ giảng tính nguyện hành thôi, chứ không ai giảng nhất tâm. Mà tính nguyện hành không phải thành Phật, mà nhất tâm mới thành Phật. Có Phật có một tâm, chúng sanh nhiều tâm vọng tưởng cực lực. Còn bây giờ nhất tâm là một tâm, không có vọng tưởng nữa thì là Phật. Chỗ này hay quá, gom hết cái là một, rồi buông cái một luôn là nhân hạ ngã nhân đừng cách gì á, chắc không cũng chắc chứ gì cả. Đó trong cái bài tĩnh lặng trần gian ở trong Vi Văn Giáo Lý mà Đức Thầy viết hồi năm 1950. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt. Chữ nhân á là người, chữ ngã là mình, ta. Thường thường mình hay phân biệt người khác mình khác. Rồi bây giờ tới của người ta, của mình, tiền của mình ai xài mình không chịu, mà tiền của người ta đưa mình xài là mình chịu đó. Đó là nhân ngã ngã nhân đó, còn cách biệt đó. Mình mất á, mình buồn, mình nhớ
giận, mình ta mất thì mình không có buồn, có giận gì đó. Đó là chân ngã ngã nhân. Bây giờ mình tu rồi, đừng cách biệt chân ngã nữa. Bây giờ muốn không cách biệt chân ngã phải làm sao? Chú cũng cái biết, tôi cũng cái biết, mấy cô này cũng cái biết. Không có già trẻ, không có nam nữ, không có nghèo giàu, không có cao thấp gì hết. Thì không có chân ngã. Ai cũng cái biết như nhau là mình làm. Phật cũng cái biết, trời cũng cái biết, tiền cũng cái biết, thần thánh ma quỷ gì cũng cái biết nè. Cho nên sống với cái biết đó là không có chân ngã. Nhân ngã ngã nhân, không có người, không có ta, không có ta, không có người, không của ta, không của người, thì hoàn toàn tâm là chân thật. Rồi kế đó lên một bước nữa là sắc không không sắc, chớ rồi về xa. Sắc là những vật có hình tướng, mắt thấy tai nghe được. Không là không hình tướng, không mắt thấy, không tai nghe. Nhưng mà hai cái này nó bổ sung với nhau, nó lẫn lộn với nhau, chứ không rời với nhau được. Cái thân này là có hình tướng nhưng mà không có hư không trong bụng, làm sao mình ăn vô được, làm sao mình uống nước vô được, không có lỗ chân lông trống, làm sao mồ hôi nó xuất ra được. Như vậy trong cái sắc có cái không, rồi trong cái không có cái sắc, ngoài hư không mình thấy nó không có gì hết, nhưng mà tản tán chưa mùi hương chúng, gió thổi nhập nhà thập cửa cũng từ hư không thành ra sắc với không nó lẫn lộn, lúc nào nó lẫn lộn không có rời nhau được. Muốn nói chỗ này là thầy chỉ cái tấm thật của mình. Bây giờ cái biết của mình, nói sắc cũng được, nói không cũng được. Nói sắc thì cái biết là linh hồn đâu có hình tướng gì đâu, sắc chụp hình đâu có được, quay phim cũng đâu có được đó. Rồi bây giờ nói không cũng không được. Nếu không tại sao tôi biết mà, tôi nhìn mấy chú tôi biết mà, mấy chú nghe tôi nói mấy chú biết mà, không không được. Thành ra sắc không không sắc chớ liệt ra là thầy hiểu mình sống ngay với cái phấn mặt đó đó, cái chỗ mà sắc không không sắc không lìa được, cái chỗ đó thành phần chỉ như tôi cho mình thành phần, đó là tình bát nhã. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, là muốn nói thật tánh nhận ngay chỗ này là thì tất cả những người chỗ này tuyệt vời, cao siêu một điểm, thầy thấy đó là tình bát nhã. Thường thường á thì Phật á, nói cái gì là khá chấp cái đấy, còn chúng sanh á, thì nghe Phật nói cái gì chấp cái đấy. Cũng như thông thường á thì Đức Thầy nói sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự kế đó. Nếu mình tu mà mình siêng năng sớm chiều cúng lại thì sau này mình có bước sanh lên cõi trời gần với Đức Phật và Thượng Đế. Rồi tại sao lại Đức Thầy nói không mà không có thần lời được nguyện đâu còn sửa gì đó. Cái câu mà tu không cần lại cực quỳ đó là muốn nói cái mực tu cao. Hồi mình chưa kiến tánh, mình chưa thấy tánh đó, thì nhờ lại quỳ thì mình mới biết tu. Còn mình thấy tánh rồi dù không lại không quỳ cũng vẫn thành thật, hồi đâu cũng sửa. Hồi xưa mình chưa tu mình sống theo cái tâm phàm, hơn thua giận hờn thương ghét đủ thứ hết là tiến sanh. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, sống theo cái phật tánh từ quy y giả y như Phật, làm lành làm phước hy sinh giúp đời y như Phật, ngồi đâu cũng sửa cái tâm cho tốt cho lành y như Phật, dù không lại không quỳ cũng thật. Chứ không phải câu đó là không cho lại quỳ, mà là vừa lại quỳ mà vừa sửa vừa tu theo thì càng tốt, nó như vậy đó. Còn cái người mà chưa ngộ được phật tánh thì phải lại quỳ, còn ngộ được phật tánh rồi dù không lại quỳ thì cũng thật, bị tâm mình là Phật. Thế ý là như vậy. Dạ thưa ông Năm, trong giáo lý của Đức Thầy là dạy tín đồ là hầu như là con tìm hiểu thì con thấy Đức Thầy dạy tu nhiều pháp môn tịnh độ rất là nhiều. Và tại sao Đức Thầy không dạy tín đồ như thiền không? Dạ, ở đây tôi xin nói rõ cái này nữa. Nghĩa là Đức Phật hồi xưa cũng vậy. Mục đích Đức Phật ra đời là dạy tu thiền chứ không có dạy tịnh độ. Nhưng tại vì chúng sanh trình độ quá thấp, nghe không nổi, không chịu tu, bắt đầu buộc lòng phải dạy tịnh độ, phải dạy làm lành làm phước, ăn lành lành lên thì là có trình độ mới dạy thiền. Cũng như Đức Thích Ca mới ra đời thì ngày dạy 49 năm đó cũng tu làm lành đến giữ ăn chay niệm Phật chứ không có dạy thiền. Nhưng mà 44 năm, 45 năm rồi thì mới khai ngộ trong cái giết thành thật ngay cái chỗ tu thiền đó.
rồi chừng đó Đức Phật có kêu đệ tử các người hãy bỏ hết những tháp tài dạy vừa qua, vì nó còn luân hồi danh tử. Bây giờ phải tu thiền kiến tánh thành Phật mới khỏi luân hồi danh tử, còn tu mấy cái tháp kia còn luân hồi danh tử. Bắt đầu nó dạy rồi để bây giờ tới viên thầy mình cũng vậy, phải không? Hành đạo thiền cấp cấp sớm khuya, lòng thương chúng thiên dân hữu thế, mà nào khắc chợ chưa đồ ế, bán nhẹ lẻ kẻ hơi mua. Thầy ra lời cũng dạy thiền nữa, cũng dạy tu tâm thành Phật lớn mà không nghe. Đó là một vòng thầy mới dạy học Phật thương nhân, dạy cúng lại hai thờ, dạy ăn chay rồi lần lần lên. Tới giờ này, thầy khai ngộ cho tôi, thầy nói đời tới rồi, tôi có kiểu đó không được. Thầy dạy tu thẳng ngay tâm để thành Phật, thầy mới khai ngộ đó, thầy thành Phật liền. Còn người mới cũng dạy cái kia đâu có dạy cái này. Nhưng mà kết thúc của đạo là phải tu tâm, phải tu thiền kiến tánh thành Phật. Chứ cái đạo không có con đường khác, đường nào cũng về La Mã. Nước biển chỉ có một màu mã, đạo Phật chỉ có một cái môn kiến tánh giải thoát thôi. Còn mấy cái kia là giả lập, lập cái pháp môn phương tiện để cho mình hiểu, mình tu, lần lần mình mới kiến tánh. Nhưng mục đích của nó là kiến tánh thành Phật, không thấy tánh thì không ai thành Phật hết. Vô niệm tự niệm đó. Khi mà nó thường niệm Phật rồi, mình không niệm nó cũng niệm ơn. Giống như chiếc xe nó đường đổ dốc vậy nè, tắt máy nó vẫn văng bánh, mình không khởi niệm nó vẫn niệm. Đó là cái tu niệm Phật như vậy là niệm thuần dữ lắm rồi đó. Khi mà tiến bộ rồi đó, người vô niệm tự niệm. Nhưng mà chưa phải Phật nữa. Từ cái vô niệm tự niệm nó mới nhận ra được cái chỗ mà vô niệm. Vô niệm mới Phật, chứ niệm không phải Phật. Vô niệm là sao mà niệm là sao? Đức Phật Tổ Huệ Năng nói đó, cái đạo của ta, căn bản chánh của nó là vô niệm làm tông, vô trụ làm gốc, vô tướng làm thể. Đó. Mình niệm hoài, chừng nào hết niệm được rồi, cái tâm mình nó lặng xa, nó không có gì hết, trong rộng sáng trưng, lúc đó là Phật đó. Còn niệm hoài cái niệm đó là nó đánh cái niệm tà thôi chứ chưa phải Phật. Bây giờ tôi dùng cái chổi tôi quét nhà nè, quét sạch cái nhà rồi tôi cầm cái chổi hoài nữa không? Tức là giữ cái niệm hoài đó. Bây giờ quét nhà sạch rồi, cắt cái chổi là xong. Niệm cho tới không còn tạp niệm, không còn vọng tưởng thì vô niệm luôn. Sống cái bản thể thanh tịnh là Phật. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh, thì cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh, chẳng còn trược nhiễm chẳng ai. Dạy vô niệm là chỗ đó. Hồi chưa biết niệm Phật thì nhờ niệm Phật đánh tan niệm tà, bây giờ hết niệm tà rồi thì niệm Phật cũng buông luôn. Mình là cái biết, mình là Phật. Gọi là kết thúc là nhất tâm. Cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh thì đây đang nhiều. Người ta giảng đạo cứ giảng tính nguyện hành không à, chứ không ai giảng nhất tâm. Mà tính nguyện hành không phải thành Phật, mà nhất tâm mới thành Phật. Ông Phật có một tâm, chúng sanh nhiều tâm vọng tưởng cực lực. Còn bây giờ nhất tâm là một tâm, không có vọng tưởng nữa, thì là chỗ này hay quá. Gom hết cái là một, rồi buông cái một luôn là xong. Nhân hạ ngã nhân đừng cách gì á, chắc không có chắc chứ. Thế là trong cái bài tĩnh lặng trần gian ở trong Kinh Văn Giáo Lý mà Đức Thầy viết rồi năm căn. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt. Chữ nhân á là người, chữ ngã là mình, ta. Thường thường mình hay phân biệt người khác, mình khác. Rồi bây giờ tới của người ta, của mình, tiền của mình ai xài thì không chịu, mà tiền của người ta đưa mình xài là mình chịu đó. Đó là nhân ngã ngã nhân đó, còn cách biệt đó. Mình mất á, mình buồn mình giận, mình ta mất thì mình không có buồn, có giận gì đó. Đó là nhân ngã ngã nhân, đừng cách biệt. Bây giờ mình tu rồi, đừng cách biệt nhân ngã nữa. Bây giờ muốn không cách biệt nhân ngã phải làm sao? Chú cũng cái biết, tôi cũng cái biết, mấy cô này cũng cái biết. Không có già trẻ, không có nam nữ, không có nghèo giàu, không có cao thấp gì hết, thì không có nhân ngã. Ai cũng cái biết như nhau là mình làm Phật cũng biết, trời cũng cái biết, tiên cũng cái biết, thần thánh ma quỷ gì cũng cái biết này. Cho nên sống với cái biết đó là không có nhân ngã.
nhân ngã ngã nhân, không có người không có ta, không có ta không có người, không của ta không của người, thì hoàn toàn tâm thanh tịnh. Rồi kế đó lên một bước nữa là sắc không không sắc, chớ lìa xa. Sắc là những vật có hình tướng, mắt thấy tai nghe được. Không là không hình tướng, không mắt thấy không tai nghe. Nhưng mà hai cái này nó bổ sung với nhau, nó lẫn lộn với nhau chứ không rời với nhau được. Cái thân này là có hình tướng nhưng mà không có hư không trong bụng, làm sao mình ăn vô được, làm sao mình uống nước vô được, không có lỗ chân lông trống, làm sao mồ hôi nó xuất ra được. Như vậy trong cái sắc có cái không, rồi trong cái không có cái sắc, ngoài hư không mình thấy nó không có gì hết, nhưng mà tản tán dương mùi hướng chúng, gió thổi nhập nhà thập cửa cũng từ hư không. Sắc với không nó lẫn lộn với nhau, lúc nào nó lẫn lộn không có rời nhau được. Muốn nói chỗ này là thầy chỉ cái tấm thật của mình. Bây giờ cái biết của mình, nói sắc cũng không được, nói không cũng không được. Nói sắc thì cái biết là linh hồn đâu có hình tướng gì đâu, sắc chụp hình đâu có được, quay phim cũng đâu có được đó. Rồi giờ nói không cũng không được. Nếu không tại sao tôi biết mà, tôi nhìn mấy chú tôi biết mà, mấy chú nghe tôi nói mấy chú biết mà, không không được. Thành ra sắc không không sắc chớ lìa xa, là thầy hiểu mình sống ngay với cái tấm thật đó đó. Cái chỗ mà sắc không không sắc không lìa được, cái chỗ đó thành phần chỉ như tôi cho mình thành phần. Đó là tình bát nhã, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Là muốn nói thật tấm nhận ngay chỗ này là thì tất cả những người chỗ này tuyệt vời, cao siêu một nghiệp. Chúng sanh thì nghe Phật nói cái gì chắc cái đấy. Cũng như thông thường á, thì Đức Thầy nói sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự cái. Nếu mình tu mà mình siêng năng sớm chiều cúng lại thì sau này mình có bước sanh lên cõi trời gần với Đức Phật và Thượng Đế. Rồi tại sao lại Đức Thầy nói con mà không có thần lại được nguyện, mình đâu có sửa gì được đó. Cái câu mà tu không cần lại cực quỳ đó là muốn nói cái mực tu cao. Hồi mình chưa kiến tánh, mình chưa thấy tánh đó, thì nhờ lại quỳ thì mình mới biết tu. Còn mình thấy tánh rồi dù không lại không quỳ cũng vẫn thành thật, không đâu cũng sửa. Hồi xưa mình chưa tu, mình sống theo cái tâm phàm, hơn thua giận hờn thương ghét đủ thứ hết là chứ này. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, sống theo cái phật tánh từ bi hỷ xả y như Phật, làm lành làm phước hy sinh giúp đỡ y như Phật, ngồi đâu cũng sửa cái tâm cho tốt cho lành y như Phật, dù không lại không quỳ cũng thử được. Chứ không phải câu đó là không cho lại quỳ, mà là vừa lại quỳ mà vừa sửa vừa tu theo thì càng tốt, nó như vậy đó. Còn cái người mà chưa ngộ được Phật tánh thì phải lại quỳ, còn ngộ được Phật tánh rồi dù không lại quỳ thì cũng Phật bị tâm mình là Phật. Cái ý là như vậy đó. Trong giáo lý của Đức Thầy là dạy tiếng đồn là hầu như là con tìm hiểu thì con thấy Đức Thầy dạy tu nhiều pháp môn tịnh độ rất là nhiều. Và tại sao Đức Thầy không dạy tiếng đồn như thiền nữa? Dạ, ở đây tôi xin nói rõ cái này nữa. Nghĩa là Đức Phật hồi xưa cũng vậy. Mục đích Đức Phật ra đời là dạy tu thiền chứ không có dạy tịnh độ. Nhưng tại vì chúng sanh trình độ quá thấp, nghe không nổi, không chịu tu, bắt đầu buộc lòng phải dạy tịnh độ, phải dạy làm lành làm phước, ăn lành lành lên, chừng nào có trình độ mới dạy thiền. Cũng như Đức Thích Ca mới ra đời thì ngày dạy 49 năm đó cũng tu làm lành rất giữ ăn chay niệm Phật chứ không có dạy thiền. Nhưng mà 45 năm rồi thì mới khai ngộ trong cái giếp thành thật ngay cái chỗ tu thiền đó. Rồi chừng đó Đức Phật có kêu đệ tử các người hãy bỏ hết những pháp ta dạy nhiều quá, vì nó còn luân hồi danh tự. Bây giờ phải tu thiền kiến tánh thành Phật mới khỏi luân hồi danh tự, còn tu mấy cái pháp kia còn luân hồi danh tự, bắt đầu nó dạy lại cái chuyện gì. Bây giờ tới viên thầy mình cũng vậy, phải không? Hành đạo thiền cấp cấp sớm khuya, lòng thương chúng thiên dân hữu thế, mà nào khắc chợ chưa đồ ế, bán nhã lệ kẻ hơi mua. Thầy ra đời cũng dạy thiền đó, cũng dạy tu tâm thành Phật lớn mà không ai nghe.
đó, một phần thầy mới dạy học Phật thương nhân, dạy cúng lại hai thờ, dạy ăn chay đó, lần lần lên tới giờ này thầy khai ngộ cho tôi, thầy nói đời tới rồi tôi có kiểu đó không được, thầy dạy tôi thẳng ngay tâm để làm sao thầy mới khai ngộ đó, tôi lại thành Phật liền. Còn người mới cũng dạy cái kia đâu có dạy thầy, nhưng mà kết thúc của đạo là phải tu tâm, phải tu thiền kiến tánh thành Phật, chứ cái đạo không có con đường khác, đường nào cũng về La Mã, nước biển chỉ có một La Mã, đạo Phật chỉ có một cái môn kiến tánh giải thoát thôi, còn mấy cái kia là giả lập, lập cái pháp môn phương tiện để cho mình hiểu, mình tu, lần lần mình mới kiến tánh, nhưng mục đích của nó là kiến tánh thành Phật, không thấy tánh thì không ai thành Phật hết. Vô niệm tự niệm đó. Khi mà nó thường niệm Phật rồi mình không niệm nó cũng niệm ơn. Giống như chiếc xe nó đường đổ dốc vậy nè, tắt máy nó vẫn văng bánh, mình không khởi niệm nó vẫn niệm. Đó là cái tu niệm Phật như vậy là niệm thuần dữ lắm rồi đó. Khi mà tiến bộ rồi đó thì vô niệm tự niệm, nhưng mà chưa phải Phật nữa. Từ cái vô niệm tự niệm nó mới nhận ra được cái chỗ mà vô niệm, vô niệm mới Phật chứ niệm không phải Phật. Vô niệm là sao mà niệm là sao? Đức Phật Tổ Huệ Năng nói cái đạo của ta căn bản chánh của nó là vô niệm làm tông, vô trụ làm gốc, vô tướng làm thể đó. Mình niệm hoài chừng nào hết niệm được rồi cái tâm mình nó lặng xa, nó không có vậy trong rộng sáng trưng, lúc đó là Phật đó. Còn niệm hoài cái niệm đó là nó đánh cái niệm tà thôi chứ chưa phải Phật. Bây giờ tôi dùng cái chổi tôi quét nhà nè, quét sạch cái nhà rồi tôi cầm cái chổi hoài nữa không, tức là giữ cái niệm hoài đó. Bây giờ quét nhà sạch rồi cắt cái chổi là xong, niệm cho tới không còn tạp niệm, không còn vọng tưởng thì vô niệm luôn, sống cái bản thể thanh tịnh là Phật. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh, thì cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh, chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Dạy vô niệm là chỗ đó. Hồi chưa biết niệm Phật thì nhờ niệm Phật đánh tan niệm tà, bây giờ hết niệm tà rồi thì niệm Phật cũng buông luôn. Mình là cái biết, mình là Phật. Gọi là kết thúc là nhất tâm. Cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh thì đây đang nhiều. Người ta giảng đạo cứ giảng tính nguyện hành không à, chứ không ai giảng nhất tâm. Mà tính nguyện hành không phải thành Phật mà nhất tâm mới thành Phật. Ông Phật có một tâm, chúng sanh nhiều tâm vọng tưởng cực lực. Còn bây giờ nhất tâm là một tâm, không có vọng tưởng nữa thì là chỗ này hay dữ lắm. Gom hết cái là một, rồi buông cái một luôn là xong. Nhân ngã ngã nhân đừng cách gì á, chắc không còn chắc chứ thì ra. Thế là trong cái bài tĩnh lặng trần gian ở trong Kỳ Văn Giáo Lý mà Đức Thầy viết hồi năm canh. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt. Chữ nhân á là người, chữ ngã là mình, ta. Thường thường mình hay phân biệt người khác, mình khác. Rồi bây giờ tới của người ta, của mình, tiền của mình ai xài thì không chịu, mà tiền của người ta đưa mình xài là mình chịu đó. Đó là nhân ngã ngã nhân đó, còn cách biệt đó. Mình mất á, mình buồn, mình giận, mình ta mất thì mình không có buồn, có giận gì đó. Đó là nhân ngã ngã nhân, đừng cách biệt. Bây giờ mình tu rồi, đừng cách biệt nhân ngã nữa. Bây giờ muốn không cách biệt nhân ngã phải làm sao? Chú cũng cái biết, tôi cũng cái biết, mấy cô này cũng cái biết. Không có già trẻ, không có nam nữ, không có nghèo giàu, không có cao thấp gì hết, thì không có nhân ngã. Ai cũng cái biết như nhau là mình làm Phật cũng biết, trời cũng cái biết, tiên cũng cái biết, thần thánh ma quỷ gì cũng cái biết này. Cho nên sống với cái biết đó là nhân ngã. Nhân ngã ngã nhân, không có người, không có ta, không có ta, không có người, không của ta, không của người thì hoàn toàn tâm mình thanh tịnh. Rồi kế đó lên một bước nữa là sắc không không sắc, chớ lìa xa. Sắc là những vật có hình tướng, mắt thấy tai nghe được. Không là không hình tướng, không mắt thấy không tai nghe. Nhưng mà hai cái này nó bổ sung với nhau, nó lẫn lộn với nhau chứ không rời với nhau được. Cái thân này là có hình tướng,
nhưng mà không có hư không trong bụng là sao mình ăn vô được, làm sao mình uống nước vô được, không có lỗ chân lông trống làm sao mồ hôi nó xuất ra được. Như vậy trong cái sắc có cái không, rồi trong cái không có cái sắc, mày hư không mình thấy nó không có gì hết, nhưng mà tả cán chương mười hướng chúng gió thổi nhập nhà nhập cửa cũng từ hư không. Sắc với không nó lẫn lộn với nhau, lúc nào nó lẫn lộn không có rời nhau được. Muốn nói chỗ này là thầy chỉ cái tấm thật của mình. Bây giờ cái biết của mình nói sắc cũng được, nói không cũng được. Nói sắc thì cái biết là linh hồn đâu có hình tướng gì đâu, sắc chụp hình đâu có được, quay phim cũng đâu có được đó. Rồi giờ nói không cũng không được. Nếu không tại sao tôi biết mà tôi nhìn mấy chú tôi biết mà mấy chú nghe tôi nói mấy chú biết mà không không được. Thành ra sắc không không sắc chớ lựa sao? Là thầy hiểu mình sống ngay với cái tấm thật đó đó, cái chỗ mà sắc không không sắc không lìa được, cái chỗ đó thành phần chỉ như tôi cho mình thấy đó là kinh bát nhã. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Là muốn nói thật tánh nhận ngay chỗ này là thì tất cả những người chỗ này tuyệt vời, cao siêu một nghiệp thầy thế, đó là kinh bát nhã. Thường thường á thì Phật á nói cái gì nó khá chắc đấy, còn chúng sanh á thì nghe Phật nói cái gì chắc đấy. Cũng như thông thường á thì Đức Thầy nói sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự cái đó. Nếu mình tu mà mình siêng năng sớm chiều cúng lại thì sau này mình có bước sanh lên cõi trời gần với Đức Phật và Thượng Đế. Rồi tại sao lại Đức Thầy nói con mà không có thành lại được nguyện, nguyện đâu còn sửa gì vậy đó. Cái câu mà tu không thành lại được nguyện đó là muốn nói cái mực tu cao. Hồi mình chưa kiến tánh, mình chưa thấy tánh thì nhờ lại quỳ mình mới biết tu. Còn mình thấy tánh rồi dù không lại không quỳ cũng vẫn thành Phật, hồi đâu cũng sửa. Hồi xưa mình chưa tu mình sống theo cái tâm phàm, hơn thua giận hờn thương ghét đủ thứ hết là kiến tánh. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, sống theo cái Phật tánh từ quy hỷ xả y như Phật, làm lành làm phước hy sinh giúp đỡ y như Phật, hồi đâu cũng sửa cái tâm cho tốt cho lành y như Phật, dù không lại không quỳ cũng thật. Chứ không phải câu đó là không cho lại quỳ, mà là vừa lại quỳ mà vừa sửa vừa tu theo thì càng tốt, nó như vậy đó. Còn cái người mà chưa ngộ được Phật tánh thì phải lại quỳ, còn ngộ được Phật tánh rồi dù không lại quỳ thì cũng thật, bị tâm mình là Phật. Cái ý là như vậy đó. Đức Phật hồi xưa cũng vậy, mục đích Đức Phật ra đời là dạy tu thiền chứ không có dạy tịnh độ. Nhưng tại vì chúng sanh trình độ quá thấp, nghe không nổi, không chịu tu, bắt đầu buộc lòng phải dạy tịnh độ, phải dạy làm lành làm phước, ăn lành lành lên, chừng nào có trình độ mới dạy thiền. Cũng như Đức Thích Ca mới ra đời thì ngày dạy 49 năm đó cũng tu làm lành đến giữ ăn chay niệm Phật chứ không có dạy thiền. Nhưng mà 44 năm, 45 năm rồi thì mới khai ngộ trong cái giết thành thật ngay cái chỗ tu thiền đó. Rồi chừng đó Đức Phật có kêu để tự các người hãy bỏ hết những pháp ta dạy vừa qua vì nó còn luân hồi danh tự. Bây giờ phải tu thiền kiến tánh thành Phật mới khỏi luân hồi danh tự, còn tu mấy cái pháp kia còn luân hồi danh tự, bắt đầu nó dạy lại cái chuyện. Rồi bây giờ tới viên thầy mình cũng vậy, phải không? Hành đạo thiền cấp cấp sớm khuya, lòng thương chúng thiên dân đủ thế, mà nào khắc chợ chưa đồ ế, bán nhã lệ kẻ hơi mua. Thầy ra lời cũng dạy thiền đó, cũng dạy tu tâm thành Phật lớn mà không ai nghe. Đó là một phần thầy mới dạy học Phật thương dân, dạy cúng lại hai thời, dạy ăn chay lần lần lên. Tới giờ này, thầy khai ngộ cho tôi, thầy nói đời tới rồi, tôi có kiểu đó không được. Thầy dạy tu thẳng ngay tâm để thành Phật, thầy mới khai ngộ đó, tôi dạy thành Phật liền. Còn người mới cũng dạy cái kia đâu có dạy cái này, nhưng mà kết thúc của đạo là phải tu tâm, phải tu thiền kiến tánh thành Phật, chứ cái đạo không có con đường khác. Đường nào cũng về La Mã, nước biển chỉ có một La Mã,
đạo Phật chỉ có một cái môn kiến tánh giải thoát thôi, còn mấy cái kia là giả lập, lập cái pháp môn phương tiện để cho mình hiểu, mình tu, lần lần mình mới kiến tánh. Nhưng mục đích của nó là kiến tánh thành Phật, không thấy tánh thì không ai thành Phật hết. Từ cái con đường đó như vậy, cho bằng vô niệm tự niệm. Khi mà nó thường niệm Phật rồi, mình không niệm nó cũng niệm ơn. Giống như chiếc xe nó đường đổ dốc vậy nè, tắt máy nó vẫn văng bánh, mình không khởi niệm nó vẫn niệm. Đó là cái tu niệm Phật như vậy là niệm thuần dữ lắm rồi đó, khi mà tiến bộ rồi đó, người vô niệm tự niệm. Nhưng mà chưa phải Phật nữa, từ cái vô niệm tự niệm nó mới nhận ra được cái chỗ mà vô niệm. Vô niệm mới Phật chứ niệm không phải Phật. Vô niệm là sao mà niệm là sao? Đức Phật Tổ Huệ Năng nói cái đạo của ta, căn bản chánh của nó là vô niệm làm tông, vô trụ làm gốc, vô tướng làm thể đó. Mình niệm hoài chừng nào hết niệm được rồi, cái tâm mình nó lặng xa, nó không có vậy trống rỗng sáng trưng, lúc đó là Phật đó. Còn niệm hoài cái niệm đó là nó đánh cái niệm tà thôi chứ chưa phải Phật. Bây giờ tôi dùng cái chổi tôi quét nhà nè, quét sạch cái nhà rồi tôi cầm cái chổi hoài được không? Tức là giữ cái niệm hoài đó. Bây giờ quét nhà sạch rồi, cất cái chổi là xong. Niệm cho tới không còn tạp niệm, không còn vọng tưởng thì vô niệm luôn, sống cái bản thể thanh tịnh là Phật. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh, cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh, chẳng còn trượt niệm trần ai. Thì dạy vô niệm là chỗ đó. Hồi chưa biết niệm Phật thì nhờ niệm Phật đánh tan niệm tà, bây giờ hết niệm tà rồi thì niệm Phật cũng buông luôn. Mình là cái biết, mình là Phật. Gọi là kết thúc là nhất tâm, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh thì ra ăn được. Người ta giảng đạo cứ giảng tính nguyện hành không à, chứ không ai giảng nhất tâm. Mà tính nguyện hành không phải thành Phật, mà nhất tâm mới thành Phật. Ông Phật có một tâm, chúng sanh nhiều tâm vọng tưởng cực lực. Còn bây giờ nhất tâm là một tâm, không có vọng tưởng nữa thì là Phật. Chỗ này hay lắm, gom hết cả là một, rồi buông cái một luôn là xong. Nhân ngã ngã nhân lùng cách địa, sắc không còn sắc chớ hiện ra. Thế là trong cái bài tĩnh lặng trần gian ở trong Thi Văn Giáo Lý mà Đức Thầy viết hồi năm canh thịnh. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt. Chữ nhân á là người, chữ ngã là mình, ta. Thường thường mình hay phân biệt người khác, mình khác. Rồi bây giờ tới của người ta, của mình, tiền của mình ai xài thì không chịu, mà tiền của người ta nó đưa mình xài là mình chịu á. Đó là nhân ngã ngã nhân đó, còn cách biệt lắm. Mình mất á, mình buồn mình giận, người ta mất thì mình không có buồn có giận gì hết. Đó là nhân ngã ngã nhân, không cách biệt. Bây giờ mình tu rồi, đừng cách biệt nhân ngã nữa. Bây giờ muốn không cách biệt nhân ngã phải làm sao? Chú cũng cái biết, tôi cũng cái biết, mấy cô này cũng cái biết. Không có già trẻ, không có nam nữ, không có nghèo giàu, không có cao thấp gì hết thì không có nhân ngã. Ai cũng cái biết như nhau là mình là Phật cũng cái biết, trời cũng cái biết, tiên cũng cái biết, thần thánh ma quỷ gì cũng cái biết này. Cho nên sống với cái biết đó là không có nhân ngã. Nhân ngã ngã nhân, không có người, không có ta, không có ta, không có người, không của ta, không của người thì hoàn toàn tâm mình thanh tịnh. Rồi kế đó lên một bước nữa là sắc không không sắc chớ lìa xa. Sắc là những vật có hình tướng, mắt thấy tai nghe được. Không là không hình tướng, không mắt thấy không tai nghe. Nhưng mà hai cái này nó bổ sung với nhau, nó lẫn lộn với nhau chứ không rời với nhau được. Cái thân này là có hình tướng nhưng mà không có hư không trong bụng, làm sao mình ăn vô được, làm sao mình uống nước vô được, không có lỗ chân lông trống, làm sao mồ hôi nó xuất ra được. Như vậy trong cái sắc có cái không, rồi trong cái không có cái sắc, ngoài hư không mình thấy nó không có gì hết. Nhưng mà tả tráng chương mười hướng chúng, gió thổi nhập nhà sập cửa cũng từ hư không thành ra sắc với không nó lẫn lộn với nhau, lúc nào nó lẫn lộn không có rời nhau được. Muốn nói chỗ này là thầy chỉ cái tấm thật của mình. Bây giờ cái biết của mình nói sắc cũng được, nói không cũng được,
nói sắc thì cái biết là linh hồn đâu có hình tướng gì đâu, sắc chụp hình đâu có được, quay phim cũng đâu có được đó. Rồi giờ nói không cũng không được, nếu không tại sao tôi biết nè, tôi nhìn mấy chú tôi biết nè, mấy chú nghe tôi nói mấy chú biết là không không được. Thành ra sắc không không sắc chớ liệt ra là thầy hiểu mình sống ngay với cái phấn mạch đó đó, cái chỗ mà sắc không không sắc không lìa được, cái chỗ đó thành phần chỉ như tôi cho mình thành phần đó là tình bát nhã. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, là muốn nói thật tánh nhận ngay chỗ này là thì tất cả những người chỗ này tuyệt vời cao siêu một nghiệp thầy thế, đó là tình bát nhã. Thường thường á thì Phật á nói cái gì là khá chắc đấy, còn chúng sanh á thì nghe Phật nói cái gì chắc cái đấy. Cũng như thông thường á thì Đức Thầy nói sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự cái đó. Nếu mình tu mà mình siêng năng sớm chiều cúng lại thì sau này mình có bước sanh lên cõi trời gần với Đức Phật và Thượng Đế. Rồi tại sao lại Đức Thầy nói con mà không có thành ra được nguyện, nguyện đâu còn sửa gì vậy đó. Cái câu mà tu không thành lại được quỳ đó là muốn nói cái mực tu ca. Hồi mình chưa kiến tánh, mình chưa thấy tánh thì nhờ lại quỳ mình mới biết tu. Còn mình thấy tánh rồi dù không lại không quỳ cũng vẫn thành Phật, hồi đâu cũng sửa. Hồi xưa mình chưa tu mình sống theo cái tâm phàm, hơn thua giận hờn thương ghét đủ thứ hết là kiến tánh. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, sống theo cái phật tánh từ quy hỷ xả y như Phật, làm lành làm phước hy sinh giúp đỡ y như Phật, hồi đâu cũng sửa cái tâm cho tốt cho lành y như Phật, dù không lại không quỳ cũng thử được. Chứ không phải câu đó là không cho lại quỳ, mà là vừa lại quỳ mà vừa sửa vừa tu theo thì càng tốt, nó như vậy đó. Còn cái người mà chưa ngộ được Phật tánh thì phải lại quỳ, còn ngộ được Phật tánh rồi dù không lại quỳ thì cũng Phật bị tâm mình là Phật, cái ý là như vậy đó. Đức Phật hồi xưa cũng vậy, mục đích Đức Phật ra đời là dạy tu thiền chứ không có dạy tịnh độ. Nhưng tại vì chúng sanh trình độ quá thấp, nghe không nổi, không chịu tu, bắt đầu buộc lòng phải dạy tịnh độ, phải dạy làm lành làm phước, ăn lành làm lên, chừng nào có trình độ mới dạy thiền. Cũng như Đức Thích Ca mới ra đời thì ngày dạy 49 năm đó cũng tu làm lành đến giữ ăn chay niệm Phật chứ không có dạy thiền. Nhưng mà 44 năm, 45 năm rồi thì mới khai ngộ cho ông ta viết thành thật ngay cái chỗ tu thiền đó. Rồi chừng đó Đức Phật có kêu để tự các người hãy bỏ hết những pháp tài dạy nhiều quá vì nó còn luân hồi danh tự, bây giờ phải tu thiền kiến tâm thành Phật mới khỏi luân hồi danh tự, còn tu mấy cái pháp kia còn luân hồi danh tự, bắt đầu nó chạy lại cái chúng. Rồi bây giờ tới viên thầy mình cũng vậy, phải không? Hành đạo thiền cấp cấp sớm khuya, lòng thương chúng thiên dân hữu thế, nào nào khắc chợ chưa đồ ế, bán nhã lệ kẻ hơi mua. Thầy ra lời cũng dạy thiền đó, cũng dạy tu tâm thành Phật lớn mà không ai nghe. Đó một phần thầy mới dạy học Phật thiên dân, dạy cúng lại hai thời, dạy ăn chay nước của đó, lần lần lên. Tới giờ này, thầy khai ngộ cho tôi, thầy nói đời tới rồi, tôi có kiểu đó không được. Thầy dạy tu thẳng ngay tâm để thành Phật, thầy mới khai ngộ đó, tôi lại thành Phật liền. Còn người mới cũng dạy cái kia đâu có dạy cái này. Nhưng mà kết thúc của đạo là phải tu tâm, phải tu thiền kiến tánh thành Phật, chứ cái đạo không có con đường khác. Đường nào cũng về La Mã, nước biển chỉ có một màn mạng, đạo Phật chỉ có một cái môn kiến tánh giải thoát thôi. Còn mấy cái kia là giả lập, lập cái pháp môn phương tiện để cho mình hiểu, mình tu, lần lần mình mới kiến tánh. Nhưng mục đích của nó là kiến tánh thành Phật, không thấy tánh thì không ai thành Phật hết. Từ cái câu là tánh như vậy, nhưng mà vô niệm tự niệm, khi mà nó thường niệm Phật rồi mình không niệm nó cũng niệm ơn. Giống như chiếc xe nó đường đổ dốc vậy nè, tắt máy nó vẫn văng bánh, mình không khởi niệm nó vẫn niệm. Đó là cái tu niệm Phật như vậy là niệm thường dữ lắm rồi đó.
kêu bằng tiến bộ rồi đó, người vô niệm tự nguyện. Nhưng mà chưa phải Phật nữa. Từ cái vô niệm tự niệm nó mới nhận ra được cái chỗ mà vô niệm. Vô niệm mới Phật chứ niệm không phải Phật. Vô niệm là sao mà niệm là sao? Đức Phật Tổ Huệ Năng nói cái đạo của ta, căn bản chánh của nó là vô niệm làm tông, vô trụ làm gốc, vô tướng làm thể đó. Mình niệm hoài chừng nào hết niệm được rồi cái tâm mình nó lặng xa, nó không có vậy trống rỗng sáng trưng, lúc đó là Phật đó. Còn niệm hoài cái niệm đó là nó đánh cái niệm tà thôi chứ chưa phải Phật. Bây giờ tôi dùng cái chổi tôi quét nhà nè, quét sạch cái nhà rồi tôi cầm cái chổi hoài được không? Tức là giữ cái niệm hoài đó. Bây giờ quét nhà sạch rồi, cất cái chổi là xong. Niệm cho tới không còn tạp niệm, không còn vọng tưởng thì vô niệm luôn, sống cái bản thể thanh tịnh là Phật. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh, thì cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh, chẳng còn trượt nhiễm chẳng ai. Thì dạy vô niệm là chỗ đó. Hồi chưa biết niệm Phật thì nhờ niệm Phật đánh tan niệm tà, bây giờ hết niệm tà rồi thì niệm Phật cũng buông luôn. Mình là cái biết, mình là Phật. Gọi là kết thúc là nhất tâm. Cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh thì ra ăn được. Người ta giảng đạo cứ giảng tính nguyện hành không à, chứ không ai giảng nhất tâm. Mà tính nguyện hành không phải thành thật, mà nhất tâm mới thành thật. Ông Phật có một tâm, chúng sanh nhiều tâm vọng tưởng cực lực. Còn bây giờ nhất tâm là một tâm, không có vọng tưởng nữa. Thì là chỗ này hay dữ lắm. Gom hết cả là một, rồi buông cái một luôn. Là nhân ngã ngã nhân đừng cách gì á, chắc không cũng chắc chứ thì ra. Thế là trong cái bài tĩnh lặng thời gian ở trong Thi Gian Giáo Lý mà Đức Thầy viết hồi năm canh thật. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt. Chữ nhân á là người, chữ ngã là mình, ta. Thường thường mình hay phân biệt người khác, mình khác. Rồi bây giờ tới của người ta, của mình, tiền của mình ai xài thì không chịu, mà tiền của người ta nó đưa mình xài là mình chịu á, đó là nhân ngã ngã nhân đó, còn khác biệt lắm. Mình mất á, mình buồn mình giận, người ta mất thì mình không có buồn có giận gì đó, đó là nhân ngã ngã nhân, khác biệt. Bây giờ mình tu rồi, đừng cách biệt nhân ngã nữa. Bây giờ muốn không cách biệt nhân ngã phải làm sao? Chú cũng cái biết, tôi cũng cái biết, mấy cô này cũng cái biết. Không có già trẻ, không có nam nữ, không có nghèo giàu, không có cao thấp gì hết. Thì không có như là ai cũng cái biết như nhau là mình là Phật cũng cái biết, trời cũng cái biết, tiên cũng cái biết, thần thánh ma quỷ gì cũng cái biết này. Cho nên sống với cái biết đó là nhân ngã. Nhân ngã ngã nhân, không có người, không có ta, không có ta, không có người, không của ta, không của người. Thì hoàn toàn tâm là thanh tịnh. Rồi kế đó lên một bước nữa là sắc không không sắc, chớ lìa xa. Sắc là những vật có hình tướng, mắt thấy tai nghe được. Không là không hình tướng, không mắt thấy không tai nghe. Nhưng mà hai cái này nó bổ sung với nhau, nó lẫn lộn với nhau chứ không rời với nhau được. Cái thân này là có hình tướng nhưng mà không có hư không trong bụng, làm sao mình ăn vô được, làm sao mình uống nước vô được, không có lỗ chân lông trống, làm sao mồ hôi nó xuất ra được. Như vậy trong cái sắc có cái không, rồi trong cái không có cái sắc, ngoài hư không mình thấy nó không có gì hết, nhưng mà tản tán chương mười hướng chúng, gió thổi nhập nhà nhập cửa cũng từ hư không. Thành ra sắc với không nó lẫn lộn với nhau, lúc nào nó lẫn lộn không có rời nhau được. Muốn nói chỗ này là thầy chỉ cái tấm thật của mình. Bây giờ cái biết của mình, nói sắc cũng được, nói không cũng được. Nói sắc thì cái biết là linh hồn đâu có hình tướng gì đâu, sắc chụp hình đâu có được, quay phim cũng đâu có được đó. Rồi giờ nói không cũng không được. Nếu không tại sao tôi biết nè, tôi nhìn mấy chú tôi biết nè, mấy chú nghe tôi nói mấy chú biết nè, không không được. Thành ra sắc không không sắc chớ lìa xa là thầy hiểu mình sống ngay với cái phấn mạch đó đó, cái chỗ mà sắc không không sắc không lìa được, cái chỗ đó thành phần hiểu ngay mình tu cho mình thành phần đó là kinh bát nhã. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức
tức là không, không tức là khác. Là muốn nói thật tất, nhận ngay chỗ này là thì tất cả những người chỗ này tuyệt vời, cao siêu một nghiệp thầy là chân bát nhã. Thường thường á thì Phật á nói cái gì là khá chắc cái đấy, còn chúng sanh á thì nghe Phật nói cái gì chắc cái đấy. Cũng như thông thường á thì Đức Thầy nói sớm với chiều ráng chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự cái đó. Nếu mình tu mà mình siêng năng sớm chiều cúng lại thì sau này mình có bước sanh lên cõi trời gần với Đức Phật và Thượng Đế. Rồi tại sao lại Đức Thầy nói con mà không có thành lại được nguyện, nguyện đâu còn sửa gì vậy đó. Cái câu mà tu không thành lại được nguyện đó là muốn nói cái mực tu cao. Hồi mình chưa kiến tánh, mình chưa thấy tánh á thì nhờ lại quỳ mình mới biết tu. Còn mình thấy tánh rồi dù không lại không quỳ cũng vẫn thành Phật, hồi đâu cũng sửa. Hồi xưa mình chưa tu, mình sống theo cái tâm phàm, hơn thua giận hờn thương ghét đủ thứ hết là kiến tánh. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, sống theo cái Phật tánh từ quy nghĩ đã y như Phật, làm lành làm phước hy sinh giúp đỡ y như Phật, hồi đâu cũng sửa cái tâm cho tốt cho lành y như Phật, dù không lại không quỳ cũng thử. Chứ không phải câu đó là không cho lại quỳ, mà là vừa lại quỳ mà vừa sửa vừa tu theo thì càng tốt, nó như vậy đó. Còn cái người mà chưa ngộ được Phật tánh thì phải lại quỳ, còn ngộ được Phật tánh rồi dù không lại quỳ thì cũng Phật bị tâm mình là Phật. Cái ý là như vậy đó. Đức Phật hồi xưa cũng vậy. Mục đích Đức Phật ra đời là dạy tu thiền chứ không có dạy tịnh độ. Nhưng tại vì chúng sanh trình độ quá thấp, nghe không nổi, không chịu tu, bắt đầu buộc lòng phải dạy tịnh độ, phải dạy làm lành làm phước, ăn lành ăn lên thì là có trình độ mới dạy thiền. Cũng như Đức Thích Ca mới ra đời thì ngày dạy 49 năm đó cũng tu làm lành đến giữ ăn chay niệm Phật chứ không có dạy thiền. Nhưng mà 44 năm, 45 năm rồi thì mới khai ngộ cho ông ta viết thành thật ngay cái chỗ tu thiền đó. Rồi chừng đó Đức Phật có kêu để tự các người hãy bỏ hết những pháp ta dạy nhiều quá vì nó còn luân hồi sanh tử. Bây giờ phải tu thiền, kiến tánh thành Phật mới khỏi luân hồi sanh tử. Còn tu mấy cái pháp kia còn luân hồi sanh tử, bắt đầu nó dạy lại cái chúng. Rồi bây giờ tới viên thầy mình cũng vậy, phải không? Hầm đạo thiền cấp cấp sớm phia, lòng thương chúng thiên dân hữu thế, nào khắc chợ chưa đồ ế, bán nhà lẻ kẻ hỏi mua. Thầy ra lời cũng dạy thiền đó, cũng dạy tu tâm thành Phật lớn mà không ai nghe. Đó một phần thầy mới dạy học Phật thiên dân, dạy cúng lại hai thờ, dạy ăn chay cũng lần lần lên. Tới giờ này thầy khai ngộ cho tôi, thầy nói đời tới rồi, tôi có kiểu đó không được. Thầy dạy tu thẳng ngay tâm để thành Phật, thầy mới khai ngộ đó, tôi lại thành Phật liền. Còn người mới cũng dạy cái kia đâu có dạy cái này. Nhưng mà kết thúc của đạo là phải tu tâm, phải tu thiền kiến tánh thành Phật. Chứ cái đạo không có con đường khác, đường nào cũng về La Mã, nước biển chỉ có một La Mã, đạo Phật chỉ có một cái môn kiến tánh giải thoát thôi. Còn mấy cái kia là giả lập, lập cái pháp môn phương tiện để cho mình hiểu, mình tu, lần lần mình mới kiến tánh. Nhưng mục đích của nó là kiến tánh thành Phật. Không thấy tánh thì không ai thành Phật hết. Từ cái hồi là như vậy. Nhưng mà vô niệm tự niệm đó. Khi mà nó thường niệm Phật rồi mình không niệm nó cũng niệm ơn. Giống như chiếc xe nó đường đổ dốc vậy nè, tắt máy nó vẫn văng banh, mình không khởi niệm nó vẫn niệm. Đó là cái tu niệm Phật như vậy là niệm thuần dữ lắm rồi đó. Khi mà tiến bộ rồi đó thì vô niệm tự niệm. Nhưng mà chưa phải Phật nữa. Từ cái vô niệm tự niệm nó mới nhận ra được cái chỗ mà vô niệm. Vô niệm mới Phật chứ niệm không phải Phật. Vô niệm làm sao mà niệm làm sao? Đức Phật Tổ Huệ Năng nói đó, cái đạo của ta, căn bản chánh của nó là vô niệm làm tông, vô trụ làm gốc, vô tướng làm thể đó.
mình niệm hoài, chừng nào hết niệm được rồi cái tâm mình nó lặng xa, nó không có gì hết, trống rỗng sáng trưng, lúc đó là Phật đó. Còn niệm hoài cái niệm đó là nó đánh cái niệm tà thôi chứ chưa phải Phật. Bây giờ tôi dùng cái chổi tôi quét nhà nè, quét sạch cái nhà rồi tôi cầm cái chổi hoài nữa không, tức là giữ cái niệm hoài đó. Bây giờ quét nhà sạch rồi, cất cái chổi là xong. Niệm cho tới không còn tạp niệm, không còn vọng tưởng thì vô niệm luôn, sống cái bản thể thanh tịnh là Phật. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh, chỉ cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh, chẳng còn trượt nhiễm chẳng ai. Thầy dạy vô niệm là chỗ đó. Hồi chưa biết niệm Phật thì nhờ niệm Phật đánh tan niệm tà, bây giờ hết niệm tà rồi thì niệm Phật cũng buông luôn. Mình là cái biết, mình là Phật. Gọi là kết thúc là nhất tâm. Cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh thì đây ăn được. Người ta giảng đạo cứ giảng tính nguyện hành không à, chứ không ai giảng nhất tâm. Mà tính nguyện hành không phải thành thật, mà nhất tâm mới thành thật. Không phải có một tâm, chúng sanh nhiều tâm vọng tưởng cực lực. Còn bây giờ nhất tâm là một tâm, không có vọng tưởng nữa thì là cái chỗ này hay lắm. Ngon hết cả là ngon. Rồi buông cái một luôn là xong. Nhân ngã nhân lìm cách gì á, chắc không chắc chứ chắc. Thế là trong cái bài tĩnh lặng trần gian ở trong Kinh Văn Giáo Lý mà Đức Thầy viết hồi năm canh thịnh. Nhân ngã nhân lìm cách biệt. Chữ nhân á là người, chữ ngã là mình ta. Thường thường mình hay phân biệt người khác mình khác. Rồi bây giờ tới của người ta, của mình, tiền của mình ai xài thì không chịu, mà tiền của người ta nó đưa mình xài là mình chịu á, đó là nhân ngã nhân đó, còn khác biệt đó. Mình mất á, mình buồn mình giận, mình ta mất thì mình không có buồn có giận gì hết, đó là nhân ngã nhân khác biệt. Bây giờ mình tu rồi đừng cách biệt nhân ngã nữa. Bây giờ muốn không cách biệt nhân ngã phải làm sao? Chú cũng cái biết, tôi cũng cái biết, mấy cô này cũng cái biết, không có già trẻ, không có nam nữ, không có nghèo giàu, không có cao thấp gì hết thì không có nhân ngã. Ai cũng cái biết như nhau là mình là Phật cũng cái biết, trời cũng cái biết, tiền cũng cái biết, thần thánh ma quỷ gì cũng cái biết này. Cho nên sống với cái biết đó là nhân ngã. Nhân ngã nhân, không có người, không có ta, không có ta, không có người, không của ta, không của người thì hoàn toàn tâm là thanh tịnh. Rồi kế đó lên một bước nữa là sắc không không sắc, chớ lìa xa sắc và những vật có hình tướng, mắt thấy tai nghe được. Không là không hình tướng, không mắt thấy, không tai nghe. Nhưng mà hai cái này nó bổ sung với nhau, nó lẫn lộn với nhau chứ không rời với nhau được. Cái thân này là có hình tướng nhưng mà không có hư không trong bụng, làm sao mình ăn vô được, làm sao mình uống nước vô được, không có lỗ chân lông trống, làm sao mồ hôi nó xích ra được. Như vậy trong cái sắc có cái không, rồi trong cái không có cái sắc, mà hư không mình thấy nó không có gì hết, nhưng mà tản tán chưa mùi hương chúng, gió thổi nhập nhà thập cửa cũng từ hư không. Thành ra sắc với không nó lẫn lộn với nhau, lúc nào nó lẫn lộn không có rời nhau được. Muốn nói chỗ này là thầy chỉ cái tấm thật của mình. Bây giờ cái biết của mình, nói sắc cũng được, nói không cũng được. Nói sắc thì cái biết là linh hồn đâu có hình tướng gì đâu, sắc chụp hình đâu có được, quay phim cũng đâu có được nữa. Rồi bây giờ nói không cũng không được. Nếu không tại sao tôi biết nè, tôi nhìn mấy chú tôi biết nè, mấy chú nghe tôi nói mấy chú biết nè, không không được. Thành ra sắc không không sắc chớ lìa xa là thầy hiểu mình sống ngay với cái phấn mạch đó đó, cái chỗ mà sắc không không sắc không lìa được, cái chỗ đó thành phần hiểu ngay mình tu cho mình thành phần đó là kinh bát nhã. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, là muốn nói Phật tánh nhận ngay chỗ này là thì tất cả mọi người chỗ này tuyệt vời, cao siêu một vị thầy. Thường thì Phật nói cái gì là khá chắc cái đấy. Còn chúng sanh thì nghe Phật nói cái gì chắc cái đấy. Cũng như thông thường thì Đức Thầy nói sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự kế.
nếu mình tu mà mình siêng năng chớm thiện cúng lại thì sau này mình có bước trên lên cõi trời gần với Đức Phật và Thượng Đế. Rồi tại sao lại Đức Thầy nói con mà không có thần lại được nguyện, nguyện đâu còn sửa gì vậy đó. Cái câu mà tu không cần lại cần quỳ đó là muốn nói cái mực tu cao. Hồi mình chưa kiến tánh, mình chưa thấy tánh đó, thì nhờ lại quỳ mình mới biết tu. Còn mình thấy tánh rồi dù không lại không quỳ cũng vẫn thành Phật, hồi đâu cũng sửa. Hồi xưa mình chưa tu mình sống theo cái tâm phàm, hơn thua giận hờn thương ghét đủ thứ hết là kiến tánh. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, sống theo cái phần tánh từ quy nghĩ trả y như vậy, làm lành là phước, hy sinh giúp đỡ y như Phật, ngồi đâu cũng sửa cái tâm cho tốt cho lành y như Phật, dù không lại không quỳ cũng thử lành. Chứ không phải câu đó là không cho lại quỳ, mà là vừa lại quỳ mà vừa sửa vừa tu theo thì càng tốt, nó như vậy đó. Còn cái người mà chưa ngộ được Phật tánh thì phải lại quỳ, còn ngộ được Phật tánh rồi dù không lại quỳ thì cũng Phật bị tâm mình là Phật, cái ý là như vậy đó. Trong giáo lý của Đức Thầy là dạy tiếng đồ là hầu như là con tìm hiểu thì con thấy Đức Thầy dạy tu về pháp môn tịnh độ rất là nhiều, và tại sao Đức Thầy không dạy tiếng đồ như thiền nữa? Ở đây tôi xin nói rõ cái này nữa, nghĩa là Đức Phật hồi xưa cũng vậy, mục đích Đức Phật ra đời là dạy tu thiền chứ không có dạy tịnh độ. Nhưng tại vì chúng sanh trình độ quá thấp, nghe không nổi, không chịu tu, bắt đầu buộc lòng phải dạy trình độ, phải dạy làm lành làm phước, ăn lành làm lên, thì là có trình độ mới dạy thiền. Cũng như Đức Thích Ca mới ra đời thì ngày dạy 49 năm đó cũng tu làm lành đến giữ ăn chay niệm Phật chứ không có dạy thiền. Nhưng mà 44 năm, 45 năm rồi thì mới khai ngộ cho ông ta viết thành thật ngay cái chỗ tu thiền đó. Rồi chừng đó Đức Phật có kêu đệ tử các người hãy bỏ hết những pháp tài dạy nhiều quá, vì nó còn luân hồi sanh tử. Bây giờ phải tu thiền, kiến tánh thành Phật mới khỏi luân hồi sanh tử. Còn tu mấy cái pháp kia còn luân hồi sanh tử, bắt đầu nó dạy lại cái chúng. Rồi bây giờ tới thiền thầy mình cũng vậy, phải không? Hầm đạo thiền cấp cấp sớm khuya, lòng thương chúng thiên văn ngũ thế, nào nào khắc chợ chưa đồ ế, bán nhà lệ kẻ hỏi mua. Thầy ra lời cũng dạy thiền đó, cũng dạy tu tâm thành Phật lớn mà không ai nghe. Đó là một phần thầy mới dạy học Phật thương nhân, dạy cúng lại hai thờ, dạy ăn chay rồi lần lần lên. Tới giờ này, thầy khai ngộ cho tôi, thầy nói đời tới rồi, tôi có kiểu đó không được nữa. Thầy dạy tu thẳng ngay tâm để thành Phật, thầy mới khai ngộ đó, tôi lại thành Phật liền. Còn người mới cũng dạy cái kia đâu có dạy cái này. Nhưng mà kết thúc của đạo là phải tu tâm, phải tu thiền, kiến tánh thành Phật. Chứ cái đạo không có con đường khác, đường nào cũng về La Mã, nước biển chỉ có một màu mạng, đạo Phật chỉ có một cái môn kiến tánh giải thoát thôi. Còn mấy cái kia là giả lập, lập cái pháp môn phương tiện để cho mình hiểu, mình tu lần lần mình mới kiến tánh. Nhưng mục đích của nó là kiến tánh thành Phật, không thấy tánh thì không ai thành Phật. Vô niệm tự niệm, khi mà nó thường niệm Phật rồi mình không niệm nó cũng niệm ơn. Giống như chiếc xe nó đường đổ dốc vậy nè, tắt máy nó vẫn văn bánh, mình không khởi niệm nó vẫn niệm. Đó là cái tu niệm Phật như vậy, là niệm thuần dữ lắm rồi đó, khi mà tiến bộ rồi đó thì vô niệm tự niệm. Nhưng mà chưa phải Phật nữa, từ cái vô niệm tự niệm nó mới nhận ra được cái chỗ mà vô niệm. Vô niệm mới Phật chứ niệm không phải Phật. Vô niệm làm sao mà niệm làm sao? Đức Phật Tổ Huệ Năng nói đó, cái đạo của ta căn bản chánh của nó là vô niệm làm tâm, vô trụ làm gốc, vô tướng làm thể đó. Mình niệm hoài chừng nào hết niệm được rồi cái tâm mình nó lặng xa, nó không có gì hết, trống rỗng sáng trưng, lúc đó là Phật đó. Còn niệm hoài cái niệm đó là nó đánh cái niệm tà thôi chứ chưa phải Phật. Bây giờ tôi dùng cái chổi tôi quét nhà nè, quét sạch cái nhà rồi tôi cầm cái chổi hoài nữa không, tức là giữ cái niệm hoài đó. Bây giờ quét nhà sạch rồi, cắt cái chổi là xong. Niệm cho tới không còn tạp niệm, không còn vọng tưởng thì vô niệm luôn, sống cái bản thể thanh tịnh là Phật. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh, cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh.
thanh tịnh, chẳng còn trượt nhiễm trần ai, thầy dạy vô niệm là chỗ đó. Hồi chưa biết niệm Phật thì nhờ niệm Phật đánh tan niệm ta, bây giờ hết niệm ta rồi thì niệm Phật cũng vô luôn. Mình là cái biết, mình là Phật, gọi là kết thúc là nhất tâm, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh thì đây ăn được. Người ta giảng đạo cứ giảng tính nguyện hành không à, chứ không ai giảng nhất tâm. Mà tính nguyện hành không phải thành Phật, mà nhất tâm mới thành Phật. Ông Phật có một tâm, chúng sanh nhiều tâm vọng tưởng cực linh. Còn bây giờ nhất tâm là một tâm, không có vọng tưởng nữa thì là Phật. Chỗ này hay quá, gom hết cả là được, buông cái một luôn là Phật.